Xin chào anh em, mình đang có một chiếc Redmi Note 8 Pro ở đây. Và sản phẩm này thì cũng rất là nhiều anh em giới thiệu, rất nhiều người giới thiệu là anh em nào cũng biết rồi. Ngày hôm nay thì mình cũng đơn giản thôi, mình có nhiều khách hàng mua online của mình hỏi, và rất là nhiều anh em ở trên xem YouTube của mình ấy mà có hỏi là hiện tại có một chiếc máy này và hiện tại đang bị khóa màn hình thì phải làm thế nào để mà xóa khóa khi mà hiện tại bây giờ đang test rồi. Rất là nhiều anh em bị dính cái này do trẻ con người ta nghịch và không thể đem ra cửa hàng để làm được ấy, thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách phá khóa nhanh cái sản phẩm này nhá. Khóa màn hình anh em nhá. Một cái điều kiện mà để mà anh em chắc chắn có thể không bị có thể dùng được ấy là anh em bắt buộc phải nhớ MiCloud nhá. Anh em phải nhớ MiCloud, là nếu anh em nào chạy quốc tế ấy, thì anh em phải nhớ được Google tài khoản Google ấy, đăng nhập vào đây để anh em thoát ra. Còn cái trường hợp mà anh em không nhớ ấy, không nhớ MiCloud hay là không nhớ Google ấy, anh em phá cái mặt khẩu màn hình này rồi cũng sẽ không thể vào được đâu nhá. Mình lưu ý như vậy, phải nhớ để mà mình vào được bên trong. Còn nếu trường hợp mà không nhớ thì bắt buộc anh em phải chờ hết nghỉ Tết mà anh em đem ra cho thợ người ta làm thôi, đem ra cho mình hoặc đem ra cho bên nào cũng được. Những cái sản phẩm này thì nó không phức tạp được như những sản phẩm của iPhone, thế nên anh em phá thoải mái. Cái này mình phải nói thật với anh em như vậy. Đây là chiếc Note 8 Pro và những chiếc Xiaomi khác cũng có thể làm tương tự. Còn nếu anh em nào mà làm tương tự mà không được ấy thì anh em cứ comment vào cái video này, dòng máy mình sẽ rảnh mình sẽ hướng dẫn anh em bằng video cách phá khóa sản phẩm đấy luôn. Cái này thì mình chỉ làm trên Xiaomi thôi nhá, trên những hãng khác thì mình sẽ làm khác nhá. Cũng rất là đơn giản thôi anh em ạ. Đây, cái mật khẩu của chúng ta vẫn đang bị khóa này. Ấn quá nhiều lần ấy thì nó sẽ bắt anh em đợi đến khoảng bao nhiêu tiếng rồi đây. 30 giây này và 30 giây nữa anh em ấn thoải mái cũng không thể mở được. Cái này áp dụng cho tất cả các loại khóa màn hình, ví dụ như là khóa màn hình bằng hình vẽ như bây giờ, hay khóa màn hình bằng pin, hay là khóa màn hình bằng câu hỏi bảo mật hay cái gì cả. Tất cả khóa màn hình đều được. Lưu ý một điều là phải nhớ MiCloud và nhớ Google. Thì MiCloud đơn giản thôi, thường thường anh em hay tạo một số điện thoại mà không nhớ mật khẩu thì lại cấp lại thôi. Đăng nhập bằng số điện thoại và cái mật khẩu thì chúng ta sẽ cấp lại thôi. Còn nếu mà tạo bằng Gmail thì chúng ta sẽ cấp lại. Còn Gmail mà anh em không nhớ nữa thì thực sự là mình cũng chịu. Đấy nhá. Bây giờ chúng ta bắt đầu thực hiện nhá. Thì hiện tại các bạn có thể nhìn thấy màn hình đang sáng như này và chúng ta không thể vào bên trong không? Chúng ta sẽ ấn cái tổ phím này giúp mình. Chúng ta sẽ giữ nút to tiếng này và chúng ta sẽ giữ nút nguồn nhá. Các bạn cứ giữ thôi, cứ giữ cho khi nào nó sập màn hình ấy. Và cứ giữ này. Đó. Khi nó sập màn hình như này rồi ấy, thì chúng ta sẽ bỏ nút nguồn ra và chúng ta sẽ giữ nó to tiếng, cứ giữ thôi nhá. Cái việc này chúng ta phải kiên nhẫn. Đấy, thì mình nói lại là những cái sản phẩm Xiaomi khác ấy, là chúng ta cũng có thể làm tương tự được. Mục đích của việc này là chúng ta để vào cái chế độ recovery nhá, để chúng ta format factory reset đi. Nó hiện Redmi thì chúng ta vẫn cứ giữ nhá. Cứ giữ. Đây. Đây là chế độ recovery. Thì hiện tại sản phẩm này của mình là vẫn bản gốc của Trung Quốc ấy, thì nó sẽ hiện chữ Trung Quốc, nhưng mà nếu là bản quốc tế ấy, thì nó sẽ là tiếng Anh, chúng ta sẽ rất là dễ hiểu. Nhưng các bạn cứ làm theo mình nhá. Chúng ta sẽ vào mục thứ hai. Đây, chúng ta sẽ có ba cái mục như này. Trên này cùng mình hiểu lúc nào nó là reset ấy. Mục thứ hai nó là mục factory reset, mục format lại hoàn toàn máy như lúc mới mua. Chúng ta sẽ ấn lên xuống để chúng ta chọn mục, ấn lên xuống nhá, để chọn những cái mục giữa chúng ta nhá. Ấn nút nguồn để chọn này. Chúng ta ấn nút nguồn này. Ở trên này nó hỏi là có format hay không ấy, thì chúng ta ấn bên trên nhá. Chúng ta ấn bên trên để chúng ta chọn này. Đây, nó hỏi có đồng ý không thì chúng ta chọn bên dưới này. Đấy, các bạn có thể nhìn không, nó đang format này. Đó, đến phần trăm như này nhá. Nó báo thành công ấy thì chúng ta ấn luôn nút nguồn để khởi động lại này. Đây, để khởi động lại nhá. Ok, cứ ấn nút nguồn để khởi động lại thôi. Đơn giản vậy thôi, là chúng ta đã có thể factory reset, hard reset, hay là chúng ta đã có thể format được cái chiếc máy Xiaomi Redmi Note 8 Pro này nhá. Trong trường hợp anh em có những cái chiếc máy Xiaomi khác ấy, thì anh em có thể làm tương tự. Thì gần như là hoàn toàn tất cả dòng Xiaomi đều giống như vậy thôi. Thế nên là anh em cứ làm thoải mái, làm tương tự như vậy. Hiện tiếng Anh nó rất là đơn giản rồi, còn hiện tiếng Trung Quốc thì anh em có thể xem kỹ lại để anh em làm như bây giờ. Đấy, còn có vấn đề gì thắc mắc thì anh em cứ comment bên dưới để mình giải đáp nhá. Anh em nào mà ấn mà không được ấy, bởi vì là cái này bắt buộc ấy là các nút ấn phải hoạt động bình thường. Trong trường hợp là nút ấn nó không hoạt động bình thường ấy thì chắc chắn là một điều là anh em không làm được đâu. Thế nên anh lưu ý là nút ấn phải hoạt động bình thường thì anh em làm được cái này nhá. Trong cái dịp anh em đang được nghỉ lễ này rất là khó để anh em xử lý tại các cửa hàng, bởi vì các cửa hàng đều nghỉ hết rồi. Thế nên anh em có thể làm như này. Đó. YouTube thì mình sẽ trả lời hoàn toàn trong các test, mình vẫn trả lời cho anh em bình thường. Nếu anh em có gì anh em cứ hỏi bên dưới nha. Đây, chờ nó khởi động. Thì cái bước này là chúng ta sẽ khôi phục lại máy hoàn toàn như mới luôn. Thế là cái bước khởi động của nó sẽ khá là lâu. Anh em kiên nhẫn và chờ đợi nhá, nó sẽ mất tầm khoảng vài phút đấy. Đó, chúng ta sẽ kiên nhẫn và chờ đợi nó khởi động vào bên trong và chúng ta sẽ tiến hành cái bước kích hoạt vào bên trong. Thì tí mình sẽ hướng dẫn cho anh em xem luôn.
Thì để về biết về cái mức chiếc Redmi Note 8 Pro này hiện tại cái mức giá bao nhiêu ấy, thì anh em có thể vào cái đường link mình để ở phía dưới mô tả ấy. Giá cụ thể hiện tại mình đang bán trong cái đợt Tết này là 4.650 anh em nhé, 4.650 là hoàn toàn mới 100%, và bên trong hộp của nó thì có một chiếc ốp lưng này. Đây là mình sẽ cho anh em xem luôn, đây là một sản phẩm mới mình vừa bóc ra để mình làm theo cái yêu cầu của một số anh em mua online bên mình và hỏi đấy. Đây, trong hộp thì nó sẽ có một chiếc ốp lưng này và một bộ sạc nhanh như này anh em nhé. Nó không hề có tai nghe đâu. Nhưng anh em thắc mắc vì sao Xiaomi không có tai nghe ấy, thì nó để giảm giá thành thôi. Tất cả những sản phẩm của Xiaomi dù có đắt tiền đến mấy nó cũng không tai nghe kèm theo nhá. Nó có thể tặng cho anh em một cục sạc cục pin dự phòng, hay là có thể tặng cho anh em một cái sạc không dây, nhưng riêng tai nghe không có nhá. Đây, theo máy là một bộ chiếc sạc nhanh 3.0 này. Đấy, sạc rất là xịn luôn. Sản phẩm này hỗ trợ đầy đủ là như vậy. Đây, một cáp USB Type-C này. Còn hoàn toàn là không có gì cả. Giá hiện tại mình đang bán, mình lưu ý với anh em là hiện tại mình đang bán là 4.650 ở trong tầm tháng 1 của năm 2020 nhá. Còn cập nhật thay đổi như nào ấy thì anh em cứ vào đường link phần mình để ở phía dưới mô tả nhá. Còn khi nào mà vào đường link mà không có ấy thì chắc chắn là sản phẩm đã hết sản xuất rồi, mình không còn bán rồi. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ có hiển thị màn hình là như thế này. Anh em có thể là MIUI 11 hay là như thế nào mình không quan trọng. Đây, chúng ta sẽ ấn vào mũi tên để chúng ta kích hoạt nhá. Hiện tại sản phẩm này vẫn là ROM gốc của Trung Quốc, không có tiếng Việt đâu. Đó, tiếp tục này. À, chúng ta có thể bỏ qua phần kết nối wifi bởi vì là sản phẩm này mình đã không đăng chưa đăng nhập tài khoản Mi Account hay là tài khoản Google vào thì nó sẽ không có đâu nhé. Đây, chúng ta có thể bỏ qua hết để vào cho nhanh này. Đây, bỏ qua luôn. Đó, chúng ta có thể thấy không, khởi động rất là nhanh luôn. Đó, đây, bây giờ mình đã phá được mật khẩu rất đơn giản như vậy thôi nhé. Còn nếu trong trường hợp nếu có tài khoản nó sẽ hỏi ngay từ đầu ấy, nó sẽ hỏi tài khoản Mi Account là anh em đăng nhập vào thì anh em cứ đăng nhập thôi. Thì mình lưu ý là nữa là nếu tài khoản Mi Account thường thường anh em sẽ tạo theo số điện thoại, thế nên là anh em cứ ấn có thể dùng một chiếc máy khác để chúng ta cấp lại mật khẩu để cho anh em quên. Còn tài khoản Google thì anh em dùng anh em biết rồi đúng không, nó sẽ cũng có thể xác minh qua số điện thoại hoặc có thể xác minh qua những một câu hỏi đấy, lúc anh em tạo tài khoản đấy. Em lưu ý như vậy nhá, làm đơn giản như vậy thôi. Cảm ơn anh em xem clip nhá. Nếu anh em thấy hay thì cho mình một like và chia sẻ giúp mình nhá. Chào tạm biệt anh em.